chiều nào vang vắng bên thai cung đàn, nhìn thời gian em dịu dàng, tình hơi trốn đâu vội xa. Trời ơi, thật ra thì cùng với Trang rất là tiếc luôn á, vì là ngày mai là 4:30 sáng là Trang có lịch quay sớm, cho nên là hai vợ chồng phải chạy về. Có nói trước với anh Hưng rồi, có nhắn tin với anh Hưng rồi, thật sự ra trong đó đang rất là đi mà tiếc tụi tôi luôn, đang rất cái phần hay nhất nữa, cái phần hay nhất luôn, cái phần đang phiêu nhất luôn, thì lại đây ra đây là một cái buổi tiệc âm nhạc mà anh Hưng chiêu đãi cho tất cả mọi người rất là tốt luôn. Chúc cho live show của anh Đàm lần này được rất nhiều sự yêu thương của khán giả, và anh Hưng còn máu lửa trong cái sự nghiệp thăng hoa liên tục nha anh. Hôm nay Kyle rất là cảm thấy rất là may mắn thực sự là được đến với một cái live show của anh Đàm Vĩnh Hưng, một người từ rất là lâu rồi mà Kyle rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà phải nói một điều là anh Hưng luôn luôn là người sáng tạo, lúc nào cũng cập nhật cái xu hướng, và thậm chí là làm những cái mà tất cả những nghệ sĩ khác đều không làm được. Giống như là Kyle là một người Mỹ thì sinh ra và lớn lên ở Mỹ và lớn lên với môi trường Broadway. Broadway là những cái vở nhạc kịch, đó là cái cách mà kể một câu chuyện xuyên suốt một cái vở nào đó thông qua âm nhạc. Và hôm nay là khi Kyle nhìn thấy những cái thứ nhất là câu chuyện về tình yêu, con đường mà anh Hưng đã đi nhiều thời gian vừa qua, là Kyle nhận thấy là đây là một cái show rất là hoàn hảo, rất là đẹp, và thậm chí là những khách mời, những ca sĩ khách mời, những khán giả, tất cả mọi thứ đều là một cái show rất là hoàn hảo đối với Kyle. Kyle cảm thấy rất là xúc động thật sự khi nhìn thấy cái sự hoành tráng của show này. Mà ở đây không phải là một cái sự hoành tráng nó rẻ tiền, đây là sự tinh tế trong nghệ thuật, và đó là một cái điều mà Kyle nghĩ rất ít ai làm được. Và mong tất cả những nghệ sĩ sẽ hướng tới một cái không gian sang trọng, những cái câu chuyện kể bằng âm nhạc, vì âm nhạc chính là tiếng nói của tâm hồn và của tình yêu. Và hôm nay chắc chắn một điều là những ai đang ngồi trong khán phòng, họ đang có một cái cuộc hành trình đi cùng âm nhạc đêm nay, họ sẽ không bao giờ quên được. Xin cảm ơn anh Hưng và tất cả mọi người đã làm nên một cái chương trình vô cùng ý nghĩa, hay và văn minh như thế này. Linh rất vui khi mà được là một phần trong live concert của anh Đàm Vĩnh Hưng Ngày Em Thắp Sao Trời tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tại Hà Nội. Và khi mà Linh đã hát xong bài hát, Linh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và Linh rất biết ơn anh Hưng vì đã mời Linh, đã cho Linh một cơ hội để cùng chia sẻ sân khấu này cùng với anh ấy. Đây đã là lần thứ hai mà Uyên Linh hát song ca cùng với anh Đàm Vĩnh Hưng ở trên sân khấu trong live show của anh ấy. Lần này thì đã quen bài hát hơn và đôi bên đã hiểu nhau hơn, cũng như là đã có những cái xúc cảm đã xây dựng qua những cái năm tháng anh em biết nhau, thì khi hát trên sân khấu ăn ý hơn và cảm thấy là mùi mẫn hơn. Như quý vị thấy và đã trải nghiệm không gian âm nhạc mà Đàm Vĩnh Hưng đã đem tới cho quý vị, và Linh tin chắc rằng là ai cũng cảm thấy hài lòng, cảm thấy một cái điều gì đó từ trái tim, từ tấm lòng của anh Hưng dành cái sự trân trọng cho âm nhạc nói chung cũng như là cho Bolero nói riêng. Linh xin chúc tất cả quý vị sẽ có những cái trải nghiệm thật tuyệt vời cùng với âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng và với live show Ngày Em Thắp Sao Trời. Cũng vừa mới trình diễn xong cái phần song ca cũng như là cái phần đơn ca của mình, phần song ca Vũ hát với anh Đàm Vĩnh Hưng, một cái liên khúc gồm những bài hát rất là kinh điển, những bài hát không tên và những bài hát khác mà quý vị yêu thương nữa. Còn cái bài đơn thì Vũ đại được đưa những cái bài rất là vui nhộn, yêu đời, vui tươi. Thì nói chung á, nguyên cái thời gian vừa qua là Vũ toàn là ở bên Mỹ thôi, Vũ đi lưu diễn suốt luôn, toàn là anh Hưng tập với ban nhạc, rồi xong rồi gửi Vũ cái video, Vũ tập qua cái điện thoại, cũng như là bước nhảy cũng vậy nữa, cũng gửi cho Vũ qua video, xong Vũ tập một mình ở trong khách sạn. Nhưng mà hồi nãy theo Vũ cảm nhận được là Vũ đã làm được rất là tốt những cái bài toán khó mà anh Hưng đã đưa cho Vũ. Tại vì Vũ lâu lắm rồi quý vị, lâu lắm rồi mới có một cái bài mà có Vũ đạo. Ngày xưa trên sân khấu Thúy Nga thì lúc còn trẻ Vũ nhảy và Vũ hát rất là nhiều. Nhưng mà gần đây hình như là khoảng 5-6 năm nay là hầu như là cũng không nhảy bao giờ hết. Cho nên là cũng rất là hồi hộp, nhưng mà đúng là những cái gì mà làm cho mình hồi hộp á, một khi mà mình đã làm được trọn vẹn rồi
mình sẽ cảm thấy rất là đã, rất là sướng. Thì bây giờ Vũ cảm thấy rất là sướng quý vị ạ. Hôm nay Vũ thấy là anh Hưng hát rất hay, và kể cả những nghệ sĩ khách mời cũng hát rất là tuyệt vời. Lúc nãy trước khi mà Vũ lên sân khấu thì Vũ cũng ra ngoài đó, Vũ ngồi Vũ xem những tiết mục anh Hưng hát. Thì Vũ cảm thấy là hôm nay là từ âm thanh nè, cho tới ban nhạc nè, cho tới ánh sáng sân khấu, tất cả mọi thứ đều rất là, mình không dám nói cái chữ hoàn hảo, tại vì cái đó là không ai hoàn hảo hết, nhưng nó rất gần cái sự hoàn hảo mà có thể có được ở trong một cái chương trình như thế này. Và Vũ nghĩ đó là vì cái sự nỗ lực của anh Hưng, một phần nữa là cũng có thể là nhờ cái chân anh Hưng bị thương, nằm ở trên giường gần một tháng trời không làm gì, thì điều duy nhất anh làm từ sáng tới tối đó chính là tập luyện những cái bài hát này một cách nhuần nhuyễn. Cho nên là Vũ nghĩ đó chính là cái lý do tại sao mà tiết mục nó lại được đẹp như vậy. Vũ còn một tiết mục nữa quý vị ạ, một tiết mục mà Vũ cảm thấy rất là hân hạnh, đó là cái một cái tiết mục tam ca cùng với nữ danh ca Lê Uyên. Đây là một người mà Vũ còn nhớ lúc mà mình nhỏ lắm, lúc đó Vũ có 9-10 tuổi thôi. Thì khi mà mở lên những cái băng đĩa âm nhạc đó thì sẽ thấy một cái cặp Lê Uyên và Phương, hai người nhìn rất là muốn yêu thương nhau thôi, chứ không muốn chiến tranh, không thích những cái mà xô đẩy ở trong cuộc đời. Thì Vũ rất là ấn tượng với cặp đôi này, và không ngờ 30 năm sau ở trên cái sân khấu này Vũ lại được trình diễn chung với lại cô Lê Uyên. Tôi nghĩ là một cái chương trình như thế này mong sẽ được làm nhiều lần hơn nữa, để tất cả những người ở cái thời đại tôi cũng như sau này được biết, được thưởng thức một cái phần âm nhạc tuyệt vời của người Việt Nam. Lần đầu tiên hát những ca khúc này cảm thấy lo lắng, nhất là trước những cái lời giới thiệu rất là những mỹ từ của anh Hưng dành cho Linh. Linh xin cảm ơn anh rất là nhiều, nhưng mà làm cho Linh rất là áp lực. Anh Hưng là bằng đúng tuổi của chồng Mỹ Linh, cũng đã hơn 50 tuổi, nhưng mà anh đã rất là sung sức, hát đến 4 tiếng đồng hồ nhưng mà rất là tròn trịa và rất là hay, không hề bị đuối sức một chút nào, và càng hát thì càng sung. Linh cảm thấy là đấy là một điều rất là may mắn trời cho, khi mà mình có được một cái sức khỏe, một cái tình yêu đối với cả sân khấu. Và những vũ công của Vũ Đoàn Bước Nhảy rất là đẹp, họ làm cho cái đêm nhạc trở nên rất là sống động và nó rất là trẻ trung. Hoặc là cái phần trình diễn của Trung Quân cũng là một phần trình diễn mà Mỹ Linh rất là ấn tượng với bài hát Ôi Mê Ly, nhưng mà Trung Quân đã thể hiện cả hai giọng, giọng dày của nam và một giọng mái nữa ở trên. Cũng là một cái cách xử lý rất là hay. Và Linh xin cảm ơn tất cả những tràng vỗ tay nồng nhiệt của quý vị khán giả trong đêm nhạc ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Quân cảm thấy là anh Hưng rất là làm khó khách mời ấy, mọi người. Tại vì Quân nghĩ là mỗi khách mời đều phải thể hiện một cái bản mashup. Mặc dù là đã thu trước rồi đó, nhưng mà đối với Quân thì nó rất là khó. Tại mọi người biết sao, tại vì lời bài hát là những cái bài mà thật sự mình cũng ít có khi nghe á, nên là mình sẽ dễ quên và dễ bị nhầm với nhau. Và trong cái bản mashup của Quân là toàn những cái bài nó khá, có giai điệu khá là giống nhau nữa. Nên là hôm nay rất là căng thẳng. Căng thẳng quá mọi người, tự nhiên đứng cạnh anh Hưng cái căng thẳng giả man luôn. Nhưng mà cảm thấy là ngày hôm nay rất là mừng cho anh Đàm, bởi vì đã có một cái live show mà đánh dấu lại cái bao nhiêu năm ca hát của anh và được nhiều người yêu thương và ủng hộ như vậy.